Chào các bạn. Vừa rồi là âm thanh của trên cây đàn Daniel Verrick mà tôi đã chơi trên cái trích đoạn bản nhạc Những Ngày Noel, Một Mùa Noel của tác giả Agustín Barrios. Một cái giai điệu rất là ấm cúng trong những cái ngày rất là rét mướt này ở Hà Nội. Trên tay tôi là cây đàn Daniel Verrick 1972. Cây đàn rất là quý hiếm và tôi may mắn mua được khi mà ở trong cái tình trạng nó rất là mới. Đấy. Cũng may là đồng yên của Nhật đang trượt giá và kinh tế cũng khó khăn, cho nên là cũng có nhiều người cũng thời gian này cũng bán đi những cái cây đàn rất là quý của mình, cũng rất là đáng tiếc cho họ, bởi vì lâu nay các bạn biết là rất ít khi chúng ta thấy những cây đàn Daniel Verrick hay là Fleta được bày bán ở trên mạng. Thì đây là trong một cái phiên đấu giá mà tôi đã may mắn tôi mua được. Thì hôm nay tôi muốn so sánh cây đàn năm 1972 này với cả cây đàn Daniel Verrick cũ của tôi, đó là cây năm 1988. Thì cả hai cây đàn nó đều có cái giá trị nó rất là đặc biệt. Thì các bạn biết là Daniel Verrick là một trong vài nghệ nhân vĩ đại nhất của mọi thời đại, và những cái cây đàn của ông thì thực sự là rất là quý hiếm, rất là đắt. Và cái sự khác biệt khi mà tôi nghe thì cũng nghe nói rất là nhiều những cái nhà sưu tập đàn hay là những cái tài liệu viết rằng là những cái cây đàn mà từ năm 1988 từ năm 1980 cho đến khoảng năm 95-97 thì đấy là những cây đàn rất là có giá trị rất đặc biệt, vì ông sử dụng những cái hệ nan mới và lúc đó là đang ở trong cái độ chín của nghề, và cái giá trị của nó thì càng ngày càng cao lên và đắt hơn khoảng 25-30-40% so với những cái cây đàn khác năm, cũng mặc dù là cùng của Daniel Verrick. Thì bên tay trái của tôi là cây đàn Daniel Verrick 1988. Đấy, các bạn nhìn cái gỗ nó già đến nỗi mà nó đen xì lại như này. Đấy. Cái mặt của nó thì không đẹp, không mới như là cái cây 1972. Cây 1972 của tôi thì gần như là mới tinh, nó mới đến 95%. Đấy, nó giống như cây Fleta của tôi 1968 ấy, mà hai cây này mặc dù nguyên bản nhưng nó lại rất là mới. Chính vì thế cho nên tôi quyết tâm tôi mua bằng được. Tuy nhiên thì khi mà tôi thử âm thanh của hai cây đàn thì đúng là nó có sự khác biệt rất là nhiều. Tất cả những cây đàn mà mọi người đều nói rằng là những ai đã từng chơi Daniel Verrick, thậm chí tôi có một người bạn đã từng sở hữu 12 cây, thì ông ấy là người đã bán cái cây này cho tôi, cây 1988 này, thì ông nói rằng là cây 1988 là một cây rất đặc biệt và sẽ rất là khó, những cái cây, tất cả những cây mà khác năm mà không phải trong cái khoảng năm 80 đến năm 95 đấy thì sẽ không thể so sánh được. Và đúng là nó có sự khác biệt rất là lớn. Thì bây giờ tôi sẽ chơi thêm một đoạn nhỏ nữa để chúng ta cùng so sánh âm thanh và để rút ra được câu để mà có thể giải đáp được tại sao nó rất là khác nhau. Nét.
chúng ta sẽ chuyển sang cây 1988. Tôi sẽ chơi với cái bài Một Mùa Noel một đoạn đấy xem sao. Đấy,
sau nó rất là mạnh mẽ. Dày dặn, nó rất là cân bằng. Đấy, khi tôi dừng lại loạt những cái bội âm nó kéo theo. Đấy, bạn thấy nó ào theo đi. Đi như là nó rất là kiểu nó ngạt ngào cái âm thanh đấy luôn. Có, nhưng mà nó sẽ đi thẳng xuống như này, nó không kiểu âm, nó không kiểu sóng, nó không kiểu lao trao đảo như là cái cây 1988. Rất là tinh tế. Thực ra thì về căn bản thì khi mà chúng ta đánh giá giữa hai cây đàn này thì tôi nghĩ là cũng sẽ có một vài người, sẽ có nhiều một số người sẽ thích cái tiếng của cây 77 hơn. Nếu như ai thích cái tiếng mà nó trong, nó dịu thì sẽ thích cái cây này. Còn ai mà thích cái sự kiểu lãng mạn mà cái, hoặc là một cái gì đấy nó chút gì đấy nó hơi ma mị, hay là một cái gì đấy nó biến ảo khôn lường, thì sẽ thích cái cây Daniel 1988 hơn. Cũng như là khi mà bước vào một cái sân khấu lớn thì cái cây 1988 nó sẽ có cái sự đáng sợ hơn rất nhiều. Nó sẽ nhanh chóng áp đảo. Ví dụ như là sẽ không may cho hai nghệ sĩ mà cùng chung một đẳng cấp, nhưng cái một anh nghệ sĩ mà ví dụ cầm một cây khoảng 200 triệu chẳng hạn, mà bạn người còn lại mà sử dụng cây Daniel 1988 thì chắc chắn là trong cái buổi đấy thì cái anh kia sẽ bị lép vế hoàn toàn luôn, không có một cái cửa. Thì vì nếu như mà chơi không mix mà sử dụng hai cây đàn mà nó chênh lệch như đẳng cấp như thế thì sẽ rất là khó cho cái người có cái đàn kém hơn đấy. Cho nên là đôi lúc trong những cái buổi biểu diễn thì mọi người cũng nhiều người cũng rất là tế nhị, đã biết là cái người chơi cùng mình có một cái đàn không phải là quá tốt thì ta sẽ chọn một cây đàn vừa phải thôi, ví dụ thế. Đấy, chứ không phải lúc nào cũng sử dụng một cái cây đàn mà nó quá khủng khiếp để mà tôn mình lên. Đấy là theo như cái suy nghĩ ở trong nghề nghiệp của chúng tôi nó là như thế. Thì nhưng mà trong cái như trong bối cảnh nào cũng vậy thì có thể sử dụng được cái cây Daniel 972 này, vì âm của nó rất là vừa phải, nó không kiểu hủy diệt như là cái cây kia kia. Đấy, và nó cũng là một cái đàn rất là giá trị. Đấy. Ngày trước thì người ta gọi sử dụng cái lối sơn mài, mài ngang như này. Đầu tiên tôi nhìn thấy cây Fletta, tôi cũng có kiểu sơn nó mài ngang, thớ ngang như này. Tôi nghĩ là hay là họ làm lại cái mặt, thì hỏi lại thì họ bảo không, đấy là cái kiểu sơn họ như thế. Thì bây giờ tôi nhìn thấy cây Daniel này thì tôi yên tâm hoàn toàn. Đấy, sơn họ cũng mài ngang như này. Đấy, cây đàn 1972 rất là mới. Cây này thì vì đồng yên Nhật rớt cho nên là khi mà phiên đấu giá kết thúc thì nó ở tiền Việt Nam là 760 triệu. Đấy, nhưng mà khi mà về đến tay tôi thì nó thành đúng 900 triệu, vì là tôi phải trả những cái phần phụ phí cũng như là cái tiền mua hộ, cái tiền mà bởi vì cái cây này thì tôi không là người trực tiếp đấu giá mà tôi chỉ quan sát thôi, và tôi sợ là về tình trạng nó không đẹp, và khi mà nó về đến đây rồi thì tôi cắn răng tôi chấp nhận, vì là mình đã chơi kiểu ăn chắc thì phải mất tốn tiền nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên thì cái giá của cái cây 1988 kia là 1,5 tỷ. Nếu như các bạn biết được cái giá trị thực sự của năm 80 đến năm 90, nhiều bạn cũng thắc mắc tôi là tại sao giá nó đắt như thế, thì các bạn có thể thấy được cái sự tối ưu của cây đàn 1988, nó khủng khiếp, nó khác biệt quá nhiều so với cây 1972. Nó nếu như các bạn mà xem trực tiếp bên ngoài thì sẽ còn thấy cái sự khác biệt nữa. Nếu như tôi nhận xét giữa hai cây, vì đây là hai cây của tôi cho nên là tôi có quyền nhận xét. Nếu như cây xét về âm thanh thôi, cây 1988-10 thì cái cây Daniel này giỏi lắm chỉ được 5 hoặc 6. Đấy, chỉ có một cây có thể đứng cạnh nó trong cái số đàn của tôi, đó là cây Fletta. Fletta và 1968 và 1988 Daniel Derrick là hai cây đàn có thể nói là ngang ngửa nhau. Còn như cây này, nó có thể hơn tất cả những cây đàn khác của tôi, nhưng mà đúng là nó rất khó để có thể so sánh được với hai cây đàn còn lại, Fletta và Daniel Derrick 1988. Và sau đây thì tôi xin kết thúc cái clip so sánh hai cây đàn 1972 và 1988 đều của Daniel Derrick, và chúc các bạn trong tương lai sẽ
tìm được cho mình những cây đàn tốt, cũng như là có một cái mùa xuân sắp tới ấm áp và vui tươi. Xin tạm biệt.